Chào quý anh chị ạ, em tới từ Thaco Auto Bắc Ninh. Thì ngày hôm nay em xin phép giới thiệu một số những cái dòng xe của Mazda đang phân phối tại thị trường Bắc Ninh và chi tiết về mức giá lăn bánh cũng như là hỗ trợ trả góp của các dòng xe. Đầu tiên trước mặt của anh chị chính là cặp đôi New Mazda CX-2 phiên bản 1.5 AT và phiên bản 1.5 Luxury. Thì đặc biệt mẫu xe New Mazda CX-5, New Mazda 2 này là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, vì vậy cái chất lượng xe vô cùng tốt và cái mức giá đang cực kỳ là hợp lý. Lăn bánh của Mazda 2 phiên bản mới nhất là chỉ từ 460 triệu thôi quý anh chị ạ. Với mức giá này thì tại sao chúng ta lại phải lựa chọn những chiếc xe ở cỡ A có kích thước nhỏ hơn mà chúng ta không lựa chọn Mazda 2 phiên bản 1.5 AT? Động cơ vẫn là động cơ 1.5 truyền thống từ xưa đến nay, hộp số tự động 6 cấp, lái vô cùng nhàn. Về nội thất của Mazda 2 AT thì gần như nó là chỉ là một chiếc xe cơ bản để phục vụ cho nhu cầu của những cái gia đình mới. Nhưng mà với mức giá 460 triệu, chúng ta có một chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan này, hộp số 6 cấp này, máy là máy 1.5 vô cùng khỏe khoắn. Và đặc biệt cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi tầm khoảng 5 đến 5 lít rưỡi trên 100 cây thôi quý anh chị ạ. Cực kỳ tốt. Mazda 2 này thì hiện tại mức giá lăn bánh ở tỉnh nó sẽ rơi vào tầm khoảng 460 triệu. Quý anh chị chỉ cần trả trước là từ 83 triệu, 85 triệu thôi. Mỗi tháng là mình trả góp là khoảng 5 đến 6 triệu là chúng ta đã có thể lấy xe về được rồi. Đằng sau là mẫu xe Mazda 3. Mazda 3 thì từ lúc ra mắt thế hệ thứ 7 đến nay thì Mazda 3 vẫn giữ được cái doanh số vô cùng lớn ở trong cái phân khúc sedan cỡ C. Một chiếc xe có ngoại hình vô cùng bắt mắt, trẻ trung, trông rất là điệu đà, cực kỳ phù hợp với thanh niên. Cũng như là cái mức giá tiếp cận hiện tại cũng đang rất là tốt. Mazda 3 thì bây giờ để mà đăng ký chỉ từ 615 triệu là quý anh chị đã có thể nhấc xe về rồi. Trong trường hợp mình là trả full tiền. Còn trả góp thì mỗi tháng mình trả góp thì mình chỉ trả trước từ 120 triệu thôi. Mỗi tháng mình trả góp tới khoảng tầm khoảng 8 triệu là mình đã có thể lấy xe về rồi. Mẫu xe có thiết kế ngoại thất, nội thất vô cùng bắt mắt. Và nội thất của Mazda thì từ xưa đến nay thì khó để mà có thể tìm được những cái điểm chê. Cực kỳ bắt mắt, phanh tay điện tử này, auto hold này. Ghế là ghế bọc da, có chỉnh điện. Màn hình rất là dài. Trong phân khúc sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam thì Mazda 3 vẫn đang là chiếc xe có cái doanh số bán tốt nhất. Máy thì cũng 1.5, phù hợp với điều kiện vận hành ở thị trường Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ nhỉnh hơn với Mazda 2 một chút. Nó sẽ rơi tầm khoảng 6 lít trên 100 cây, cũng là thuộc diện gần như là siêu tiết kiệm ở thị trường Việt Nam rồi. Bên cạnh đây là chiếc Mazda 2 phiên bản Sport. Sport này thì nó sẽ phù hợp với chị em hơn. Nó trông xe ngắn, di chuyển vô cùng tiện lợi trong phố xá. Dưới này là cặp đôi cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đấy, cặp đôi Mazda CX-3. CX-3 là một mẫu xe gầm cao, phân khúc B. Thiết kế nội thất của Mazda thì vẫn vô cùng là tinh tế. Ghế cũng ghế bọc da, chỉ cơ thôi. Mazda CX-3 thì là chỉ cơ thôi ạ. Có cả HUD, hắt kính, phanh tay điện tử auto hold. Gần như là trong cái phân khúc này để mà tìm được xem nào. Có chắc có Hyundai Creta thôi là có được trang bị phanh tay điện tử auto hold. Còn lại thì gần như là sẽ sử dụng phanh cơ. Mà mức giá tiếp cận của CX-3 bây giờ cũng đang cực kỳ tốt. Đang là cả giá đăng ký tỉnh hiện tại bây giờ nó chỉ hơn 600 thôi. Trả trước khoảng 110 triệu là mình đã có thể nhấc xe về rồi. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, thiết kế Mazda vô cùng bắt mắt, điệu đà. Đây là cốp của CX-3. CX-3 thì được trang bị cốp là cốp mở bằng cơ thôi ạ. Nó cũng đủ dùng cho một cái gia đình nhỏ và vừa.
À, thì vừa rồi là phiên bản luxury, còn đây là phiên bản deluxe tiêu chuẩn cũng được, kể cả ngay cả phiên bản tiêu chuẩn của CX3 cũng được trang bị phanh tay điện tử và auto hold ạ, cũng đã có màn hình giải trí rất là đầy đủ. Rồi. La răng là la răng 18 vô cùng, la răng 18 nhìn trông vô cùng bắt mắt thể thao. À. Rồi bóc tất cả những chiếc xe nằm ở bên phía cánh trái. Giờ đến những dòng xe cao to lực lượng hơn thì